Tăng ga khi đèn xanh vừa sáng là cách trân trọng từng phút giây của sự sống. Cứ đi đi. Xin ra trôi. Thì thế em đang đi từ từ đấy. Đấy. Thẳng xuống dưới thôi. Như Hải đến vườn anh ấy luôn. Nông cụ vì thế thẳng xuống dưới ông vòng lại. Nhưng ông Hùng vẫn làm không hết việc. Ông cho biết đông nhất là thợ khoan phá bê tông từ khắp Hà Nội tìm đến ông để rèn lại những mũi đục mòn vẹt hoặc cong vênh. Chẳng có máy móc nào có thể thay thế được bàn tay con người, nhất là với những công việc cần đến sự khéo léo, tỉ mỉ. Đi vòng thì xuống dưới các bạn. Cũng vì thế hơn 10 năm nay, khi cần mua sắm hay sửa đồ sắt gia dụng, nhìn từ cái trại đấy dưới. Nghề rèn nhìn qua thì dễ, nhưng không phải ai cũng làm được. Mùa hè nóng bức, mùa đông ấm. Để chứ khu này bên kia nhỉ? Để đi thẳng đi. Người thợ phải có cái tâm, đẹp chứ, sai và sức chịu đựng. Hơi đẹp luôn. Giỏi, bằng kinh nghiệm có thể phân biệt áp dụng cái nào cần đánh đỏ, cái nào cần. Một mình bác ấy làm cái kia nhỉ? Phải không? Bác đang ngồi uống nước là sướng á. Sướng vãi, ngồi một mình ngồi uống nước quá nào mà chiêu 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 á, tiếc thật. Ngồi trông sướng vãi. Đây rồi. Nhẹ em sợ bị ngang. Ôi lát phải ngắm cái đã. Ô, cả con bàng kìa. Bác còn có con bàng kìa. Đúng không? Đúng rồi. Ông xì ông ấy dê bệ, ông ấy dê gạ gẫm mà. Con đường chê bàng. Có bên cạnh là con gì đấy? Lá cái gì đấy? À. Anh không biết đâu. Sưa. Ồ, một đoạn màu sưa. Chỗ gạch. Đi, đi lên gác đi. Vâng, lấy khỏe. Phân nó vào. Éo 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 éo. Này, không gian mới của anh trai đây nào. Bóng. Con lá bóng gì phải lá nó ra ngay. Em xin ông Messi để đặt lên cái viên kia có ổn không? Messi này đẹp mà lên là vừa đấy chứ. Anh lấy cái thước đo thử xem. Vừa là chứ to gì. Em thấy vừa mà. Anh chỉ sợ cái đá to thôi. Không, toàn đá to gì anh. Quẩy. Qua nhìn kinh ông Tuấn Anh. Đấy, con này ai chà. Anh đi sang năm rồi. Ui. Kiếm không? Đúng khiếp đấy. Kinh nhỉ? Ừ. Có thể chứ, để có thể là đẹp. Phù khoăn nhỉ? Ừ. Thân của nó thân nặng. Chứ em xử lý được hai phát này rồi trong nó. Bây giờ đẹp ấy. Đẹp rồi, bịt rồi đấy. Ờ. Chiếc con này đánh gọc hẳn rồi đấy này. Em làm đấy ạ? À? Em làm. Quên, lâu quên. Không nhớ luôn. Ôi nhìn phải lái nhỉ? Nhìn như... Con này xử lý dưới vườn đấy. Không nhớ. Sao biết em làm em không nhớ. Ê, đà đà. Không nhận ra đấy, em không nghĩ là... Xử lý xong là chứ làm gì? Ừ, xong cứ mặc kệ thôi. Vẫn nuôi đang nuôi sổng mà. Đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ? Giật mình. Mini mini. Hai con này phải bật này. Phải bật gì ạ? Con là móng của anh trái này. Đá móng á. Wow. Chùm đấy. Đúng là chùm. Sợ chưa? Đúng là chùm rồi. Thấy con này sợ chưa? Khiếp luôn.
để này có cắt được không hay có phải cho lên cái... không được luôn nữa được anh ơi chị Vinh vào đây đây mày quá mày quá không xử lý con xin cũng được đoạn này hơi nhỏ người bác đoàn sợ rách là hơi khó không nữa ông na chỗ cồn chiều mỗi bác trương mập rồi trương mập chắc phải ngồi canh vợ rồi bận bác trương thì ban ngày dọn hàng ra cho vợ thôi đâu cuối năm là thấy hôm mấy hôm nay bảo vợ ốm á canh gôn cho vợ thế chắc phải cho cô rồi ngày trước kể với em mà còn tên giúp việc nhưng bây giờ là thôi rồi. Hỏi câu gì mà hỏi có vợ rồi đúng không? Ừ, vẫn. Em gì cũng được. Do bác rồi. Em thì lái xe em chỉ được coca.